Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, xương khớp được xem như là trụ cột của cơ thể con người. Thế nhưng theo như quy luật của cuộc sống, càng lớn tuổi thì cơ thể càng lão hóa. Trong đó đau lưng, đau vai gáy là những biểu hiện điển hình của bệnh lý thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai đốt sống. Bệnh này thì phổ biến ở mọi lứa tuổi, ngành nghề. Đặc biệt là đau nhất sẽ thường trầm trọng hơn ở người trung niên và cao tuổi, thưa quý vị. Vì đây là đối tượng có chức năng gan, thận kém và dễ gặp phải tác dụng phụ khi sử dụng thuốc tây nên càng khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn. Nhiều người đã tìm đến các loại thảo dược thiên nhiên với hy vọng là có thể tự khắc phục bệnh an toàn tại nhà. Thế nhưng trên thị trường hiện nay có rất nhiều những sản phẩm điều trị bệnh xương khớp có nguồn gốc và chất lượng cũng khác nhau, khiến cho người bệnh cảm thấy hoang mang. Vậy đâu là các tiêu chí lựa chọn thảo dược giảm đau lưng, đau vai gáy an toàn hiệu quả tại nhà? Chuyên gia của chương trình ngày hôm nay với kinh nghiệm nhiều năm trong khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý xương khớp sẽ giúp cho quý vị giải đáp chủ đề thảo dược giảm đau chống viêm giúp điều trị thoái hóa cột sống an toàn hiệu quả cao. Xin được giới thiệu với quý vị, khách mời của chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, là giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin chào Diễm Loan, được gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Thị Sơn ạ. Dạ vâng, chào MC Diễm Loan. Kính chào khán giả của chương trình. Thưa quý vị khán giả, hiện tại thì tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 3192 của chúng tôi cũng đã mở rồi ạ. Và ngay trong thời gian là 60 phút phát sóng của chương trình, bạn hỏi thì thuốc trả lời để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, là giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn giải đáp những thắc mắc về chứng đau lưng, đau vai gáy, tê bì tay chân hay là các bệnh lý phổ biến như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy. Quý vị hãy gọi ngay tới số 1900 3192 quý vị nhé. Lưu ý là thời lượng của chương trình chúng ta có hạn thôi và chúng tôi sẽ ưu tiên cho những quý vị khán giả nào gọi về cho chương trình sớm nhất. Và cũng xin giới thiệu với quý vị sản phẩm đồng hành với chương trình ngày hôm nay là viên xương khớp Vương Hoạt, sản phẩm chuyên biệt cho người bị các bệnh về cột sống, giúp giảm thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Forbit. Thành phần chính của Vương Hoạt là chiết xuất Mirror của cây một dược từ châu Âu, được biết đến nhờ tác dụng nổi bật là sẽ giảm đau nhanh theo như cơ chế thần kinh trung ương, với hiệu quả là giảm đau lên tới 70% chỉ sau 10 ngày sử dụng, phục hồi 50% chức năng vận động và đặc biệt an toàn với dạ dày, ghi nhận theo như nghiên cứu lâm sàng tại Viện Milan Ý năm 2018. Ngoài ra thì Vương Hoạt còn có hoạt chất bảo vệ và tái tạo sụn khớp hàng đầu là MSM, được tạp chí y khoa Hoa Kỳ PubMed công nhận hiệu quả, không thua kém glucosamine, rất tốt cho sụn khớp. Và với sự kết hợp này thì Vương Hoạt mang lại hiệu quả, vừa giảm đau an toàn, lại vừa làm chậm đi quá trình thoái hóa, ngăn bệnh tái phát. Đặc biệt là ngay trong ngày hôm nay, nhãn hàng Vương Hoạt dành tặng 100 suất quà cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước là 1800 6802, trực tiếp đặt mua sản phẩm viên xương khớp Vương Hoạt. Cụ thể thì khi quý vị mua 2 hộp viên xương khớp Vương Hoạt là 80 viên, khách hàng sẽ được tặng ngay 2 hộp Vương Hoạt 20 viên, trị giá 1 hộp 80 viên là 699.000 đồng và trị giá 1 hộp 20 viên là 185.000 đồng ạ. Thông tin chi tiết xin quý vị liên hệ tổng đài 1800 6802 miễn phí quý vị nhé. Thưa tất cả quý vị, ngay giây phút này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn về vấn đề xương khớp. Chắc chắn là quý vị sẽ rất mong muốn được biết điều gì chúng ta sẽ cần phải lưu ý để có thể là chữa dứt điểm những cái cơn đau, giúp cho những cái cơn đau nhức xương khớp sẽ không còn tái phát. Và đây là điều mà bệnh nhân vô cùng quan tâm. Vì vậy, ngay từ những giây phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi liên lạc từ phía quý vị khán giả đến tổng đài là 1900 3192 rồi ạ. Dạ, và xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối giúp chúng tôi với khán giả đầu tiên ngay bây giờ ạ. Alo. Dạ, xin chào MC và bác sĩ ạ. Dạ, xin chào chú ạ. Dạ, thưa bác sĩ, tôi tên là Bùi Văn Chính, năm nay 65 tuổi, ở Long An, bác sĩ. Tôi thì phát hiện mình bị đau mỏi vai gáy cách đây hơn chục năm rồi. Gần đây tôi có đi khám thì bác sĩ lại kết luận là bị thoái hóa cột sống lưng nè, thoát vị đĩa đệm L4, L5. Tôi đã uống thuốc tây rất nhiều, thì bị nóng, xong rồi nó nổi mà ngứa tùm lum hết á, cũng đi châm cứu được 2 tháng thấy cũng đỡ, nhưng mà vài ngày nó lại đau nữa bác sĩ. Tôi nghe nhiều người nói là cứ tiêm vào cuộc sống là khỏi, hoặc mà không biết thực hư sao nữa. Thêm nữa tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn xem tôi uống thuốc gì và điều trị thế nào cho nó tốt bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bác Chính. Thật sự ra với tuổi 65 thì những cái tình trạng mà thoái hóa của các cái cột sống cũng giống như thoái hóa các khớp, nó cũng đã bắt đầu đồng hành với mình rồi,
đó là cái bệnh của tuổi tác. Tuy nhiên là bác bị cái tình trạng mà đau vai gáy cách đây gần 10 năm, và bây giờ lại thêm một cái tình trạng là đau ở cột sống thắt lưng, và được chẩn đoán là thoái hóa cột sống thắt lưng cộng thêm là thoát vị đĩa đệm. Thì đây là một cái bệnh lý mà chúng ta rất là thường gặp ở những người lớn tuổi. Tình trạng thoái hóa thì chúng ta thường gặp, tuy nhiên cái thoát vị đĩa đệm thì nó sẽ gặp trên. Đây là một cái biến chứng của cái thoái hóa cột sống, và đặc biệt là trong đó cột sống thắt lưng hoặc là cột sống cổ. Và cái khi mà chúng ta bị thoái hóa mà gây thoát vị đĩa đệm thì thường nó sẽ có thể có những cái giai đoạn nó sẽ chèn vào những cái rễ thần kinh mà từ cái cột sống đi ra, và do đó sẽ làm cho cái chúng ta sẽ đau nhiều. Ví dụ như đau tê ở chân, hoặc là với cái cổ thì sẽ đau ở vai và đau gáy như là bác Chính đang bị. Và cái thứ hai, đôi khi nó còn làm cho chúng ta bị tê chân, tê cái tay của chúng ta. Và có những người thậm chí sẽ không làm việc được là do chúng ta bị yếu hoặc là liệt cái tay. Thế thì để cho điều trị đó, thì cái nguyên tắc điều trị của bệnh lý thoái hóa đó, thì các bác sĩ thông thường người ta sẽ điều chỉnh là đầu tiên là điều trị là giảm đi các cái triệu chứng đau nhức hoặc là tê bì. Vì đây là cái triệu chứng mà làm bệnh nhân rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là cái rất là quan trọng, đó là làm chậm đi cái quá trình lão hóa bằng cách là sử dụng những cái thảo dược hoặc là những cái thuốc để làm phục hồi lại hoặc là làm giảm đi cái tổn thương ở cái vùng cột sống. Như vậy mới mong là gì? Kéo dài cái thời gian của chúng ta ra, nghĩa là nó chậm cái quá trình lão hóa của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là tránh cái tái phát những cái cơn đau sau này. Thế thì những cái phương pháp mà điều trị hiện nay có rất là nhiều, nó có thể là sử dụng bằng thuốc tây, nó có thể là kết hợp từ thảo dược. Và bên cạnh đó thì cái quan trọng nhất là chú Chính nên chú ý là ngoài cái sử dụng bằng thuốc hoặc là thuốc tây hoặc thảo dược ra, chúng ta phải kết hợp với chế độ tập luyện một cách liên tục và thường xuyên. Cái thứ hai là phải có một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp với những người bị thoái hóa cột sống. Ví dụ như khi chúng ta thừa cân quá thì chúng ta phải có chế độ làm sao cho chúng ta giảm cái cân nặng đi mà vẫn đủ chất. Khi chúng ta thiếu cân thì chúng ta phải nâng cái chế độ lên để cho chúng ta bù đủ các cái chất để có thể phục hồi lại cái xương khớp. Riêng cái phương pháp mà chú đang thắc mắc hiện nay đó là cái tiêm thuốc vào cột sống. Thì tiêm thuốc vào một cột sống là một cái phương pháp để điều trị, cái tác dụng nó là giảm đau. Là khi chúng ta đau quá nhiều mà những cái thuốc giảm đau không hết, hoặc là nó chỉ giảm được ít thôi, thì khi đó có thể là chúng ta không chịu được cái cơn đau, thì thầy thuốc có thể dùng bằng cái phương pháp là sẽ tiêm những cái loại thuốc giảm đau vào trong cái vùng cột sống của chúng ta. Ví dụ như cột sống cổ hoặc cột sống thắt lưng, và thông thường thì hay tiêm vào cột sống thắt lưng nhiều nhất. Đó là để giảm đi cái cơn đau. Tuy nhiên cái này chỉ là điều trị triệu chứng mà thôi, nên không là cái phương pháp mà để điều trị tận gốc cái bệnh lý của thoái hóa cột sống. Nên bác Chính chú ý cái điều này ha. Cái thứ hai là khi tiêm như vậy đó, chỉ khi nào cần thiết mới được tiêm, chứ không phải là chúng ta tiêm thường xuyên. Vì mỗi cái mũi tiêm như vậy nó có thể làm chúng ta giảm đau ngay lập tức và chúng ta cảm thấy thoải mái. Nhưng sau một thời gian nếu chúng ta không điều trị cái căn nguyên của nó là thoái hóa cột sống thì nó lại sẽ tái phát lại cơn đau, và đôi khi cái cơn đau lần sau nó còn nặng hơn cái cơn đau lần trước của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta cứ dùng bằng cái phương pháp tiêm như vậy thì vô hình chung là chúng ta sẽ có một cái tác dụng phụ tại chỗ, có nghĩa có thể làm cho gì vôi hóa cái vùng cột sống. Và thậm chí nếu có những cái loại thuốc mà khi chúng ta tiêm vào đó là corticoid, nó có thể làm gì thoái hóa luôn cái vùng cột sống của chúng ta. Thì chú nên chú ý đây là cái chỉ định mà chỉ có thầy thuốc mới được ra thôi. Và cái thứ hai, chỉ có người thầy thuốc chuyên môn mới có thể chích vào cái cột sống thôi, chứ không phải người nào cũng có thể chích vào cột sống của chúng ta được. Nên đây là một cái chỉ định mà giảm đau đặc biệt đối với bệnh lý của thoái hóa cột sống. Thế thì hiện nay có rất là nhiều phương pháp chú Chính ạ. Phương pháp châm cứu cũng là một cái phương pháp mà để lại giảm đau. Xoa bóp cũng là một giảm đau. Tuy nhiên, chúng ta hiện nay là nếu chúng ta bị tác dụng phụ của những cái thuốc giảm đau về Tây y, chúng ta có thể sử dụng thêm những giải pháp từ thảo dược. Và chú Chính chú ý là hiện nay có rất là nhiều cái giải pháp từ thảo dược mà nó kết hợp và rất là nhiều loại thảo dược ở trong đó. Trong đó nó có những loại thảo dược là có tác dụng giảm đau và kháng viêm. Do đó nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng cái cơn đau. Cái thứ hai nữa là có tác dụng là gì? Bồi dục dưỡng cho cái sụn khớp hoặc là phục hồi lại cái sụn khớp. Do đó sẽ làm chậm đi cái quá trình lão hóa của chúng ta và tránh cái tái phát cơn đau. Thì như vậy chú có thể là gì? Có thể sử dụng kết hợp những cái sản phẩm từ thảo dược hoặc là giải pháp từ thảo dược với những cái thuốc mà hiện nay chú đang sử dụng, cộng thêm chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng cho phù hợp, thì như vậy nó sẽ giúp cho chú có được một cái gì? Một cái sức khỏe tốt hơn, có nghĩa là giảm cơn đau, tránh tái phát, và cái thứ hai là nó kéo dài cái gì? Cái thời gian lão hóa của chúng ta ra. Dạ.
Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ ạ. Dạ, chú Chính ơi, với câu trả lời vừa rồi của bác sĩ thì chú thấy là đã đầy đủ cho trường hợp của chú chưa ạ? Chú còn thắc mắc gì thêm mình có thể đặt câu hỏi tiếp ạ? Dạ, tôi mới nghe chứ thật ra tôi cũng chưa dám tiêm bác sĩ ạ. Nhưng mà tôi cũng chưa từng dùng thảo dược bao giờ. Dạ. À, vậy nhờ bác sĩ tư vấn tôi cái thói quen khớp như vậy nè, tôi có dùng được cái loại thảo dược nào dạ bác sĩ? Dạ, dạ vâng. Dạ. Thật sự ra thảo dược là một cái phương pháp mà điều trị từ lâu đời rồi, đã được các nhà y học cổ truyền người ta sử dụng rất là lâu. Nhưng ngày nay thì các nhà khoa học và dùng cái y học hiện đại để chứng minh là trong những cái thảo dược có những cái hoạt chất, và những hoạt chất đó là chứng minh là có tác dụng giảm đau kháng viêm hoặc là có tác dụng là gì bảo vệ sụn khớp, phục hồi sụn khớp. Thì rất nhiều thảo dược mà có tác dụng đối với cái bệnh lý xương khớp, và một trong những cái thảo dược đó thì lâu đời đã được sử dụng đó là cái cây một dược. Cây một dược là một cái cây mà có từ châu Âu rất là lâu đời, đã được các người dân ở châu Âu người ta sử dụng để giảm đau. Và sau này thì các nhà khoa học người ta chứng minh là trong cây một dược có một cái hoạt chất đó là mirror. Mirror thì khi bằng một cái phương pháp chiết xuất hiện đại đó thì cho thấy là những cái hoạt chất trong đó, có nghĩa là cái furanoidien ở trong đó, nó cái hàm lượng nó rất là cao. Nhờ đó nó có tác dụng, thứ nhất là tác dụng giảm đau. Giảm đau là nó ức chế, cái người ta gọi là ức chế các cái thụ thể đau ở trong não. Cái thứ hai là nó ức chế cái sự dẫn truyền những cái cảm giác đau về trong não, do đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, không có đau nhiều. Thứ hai bên cạnh đó thì một dược lại còn có tác dụng là gì? Là kháng viêm. Kháng viêm là ức chế những cái chất trung gian gây viêm, do đó nó làm chậm đi cái quá trình tổn thương của cái thoái hóa khớp, có nghĩa là tổn thương của cái sụn khớp, đặc biệt là đối với cái thoái hóa của cột sống. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta sử dụng cái một dược đó thì các nhà khoa học Việt Nam của chúng ta lại phối hợp thêm cái MSM. MSM là một cái hoạt chất mà đã được chiết xuất, trong đó các cái đã chứng minh đã tương ứng với lại cái tác dụng của glucosamine. Đây là một cái chất mà có tác dụng là bảo vệ cho sụn khớp và phục hồi sụn khớp. Và cái MSM nó có một cái đặc điểm là cái phân tử nó rất là nhỏ, do đó nó sẽ gì? Nó sẽ hấp thu rất là nhanh vào trong cái cơ thể của chúng ta. Khi phối hợp như vậy thì các nhà khoa học còn sử dụng những cái người ta gọi là những cái dược thảo ở tại chỗ. Ví dụ như là trong đó có thiên nhiên kiện nè, cao nhầu nè, cái thứ hai nữa là cái vỏ liễu trắng. Thì khi phối hợp nhiều loại dược thảo lại như vậy thì nó sẽ tăng cường cái tác dụng giảm đau và kháng viêm, do đó nó sẽ làm cho cái người bệnh giảm đi cái triệu chứng đau nhức hoặc là tê bì chân tay. Bên cạnh đó, khi chúng ta sử dụng lâu dài đó thì sẽ làm cho chúng ta là gì, cái tổn thương của sụn khớp nó sẽ được phục hồi, và nó sẽ có bổ sung các cái chất để cho gì, nuôi dưỡng lại cái sụn khớp, do đó nó sẽ làm chậm đi cái quá trình lão hóa. Và khi chậm đi quá trình lão hóa thì nó biểu hiện bằng cách là những cái cơn đau của chúng ta ít tái phát, và nếu mà có tái phát, ví dụ khi thời tiết thay đổi hoặc khi chúng ta làm việc quá nặng, thì cái cơn đau nó cũng sẽ nhẹ hơn những cái cơn đau mà chúng ta đã gặp trước kia. Thì mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có thể có được những cái giải pháp mà từ dược thảo để hỗ trợ cho trong quá trình điều trị cái bệnh lý thoái hóa cột sống của chú. Nhưng chú nhớ là bên cạnh sử dụng mà thảo dược mà để hỗ trợ cho điều trị thì cũng phải nhớ là chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong quá trình điều trị bệnh lý thoái hóa cột sống chú nha. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ ạ, và chúc cho chú Chính chúng ta sẽ tìm được giải pháp phù hợp cho mình chú nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Diễm Loan xin phép được chia sẻ thêm với quý vị về viên xương khớp Vương Hoạt mà chương trình đã có nhắc tới. Thì thưa quý vị, đây là sản phẩm chuyên biệt dành cho người bị các bệnh về cột sống, có chứa chiết xuất mirror từ cây một dược, giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và an toàn với dạ dày ạ. Và theo như ghi nhận thực tế thì nhiều người khi sử dụng viên xương khớp Vương Hoạt đã cho phản hồi sau từ 7 đến 14 ngày thì thấy là giảm đau nhức ở cột sống, thắt lưng, cổ, vai gáy. Sau từ 2 đến 4 tuần thì bớt cứng khớp, cổ, vai gáy linh hoạt hơn. Và sau từ 3 đến 6 tháng thì hết tê bì, cúi ngửa người dễ dàng, đi lại thoải mái và giảm cơn đau tái phát. Đặc biệt hôm nay có chương trình ưu đãi sẽ dành tặng 100 phần quà trị giá là 370.000 đồng, tương ứng là 2 hộp viên xương khớp Vương Hoạt 20 viên cho 100 khán giả
giả đầu tiên gọi về tổng đài 1-800-6802. Theo đó thì khi quý vị mua 2 hộp Vương Hoạt 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 2 hộp Vương Hoạt 20 viên. Chi tiết về chương trình khuyến mãi, xin mời quý vị hãy liên hệ tổng đài 1-800-6802 quý vị nhé. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì tổng đài 1-900-3192 tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở đấy ạ. Và quý vị khán giả đang gặp những tình trạng như là đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bị chân tay hay là chúng ta bị thoái hóa phần cột sống, thoát vị đĩa đệm nhiều năm, muốn được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn tư vấn, xin gọi ngay về số 1-900-3192 quý vị nhé. Và chúng tôi xin ưu tiên kết nối ngay với quý vị khán giả nào chúng ta gọi về sớm nhất ạ. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với khán giả tiếp theo đi ạ. Alo. Dạ, alo. Dạ, xin chào khán giả, xin giới thiệu tên của mình và sau đó chúng ta đặt câu hỏi ạ. Dạ, tôi tên là Trần Thị Huệ, 72 tuổi, đến từ Long An. Dạ. Dạ, dạ, bác sĩ có nghe không ạ? Dạ, dạ, nghe chị. Dạ, tôi thì hay theo dõi chương trình, mà 5 năm nay thì tôi bị thoái hóa cuộc sống, chụp cộng hưởng thì bị thoái hóa đốt sống cổ C2 và C3, cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp gối, đau xuống tới chân phải, đi lại thì rất là đau, cứ nhằn nhằn ở trong bắp chân á, cảm giác không đau trong xương mà cứ như buốt vậy đó, thỉnh thoảng thì còn đau đầu, đau nửa đầu thì đi chụp não thì không có bị làm sao hết. Dạ, nhờ bác sĩ tư vấn tình trạng của tôi nên uống thuốc gì và liệu trình như thế nào vậy hả thưa bác sĩ? Dạ vâng. À, cô Huệ ơi, cô Huệ đã điều trị bằng những cái thuốc nào chưa? Alo? 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 Dạ, à, vâng. Dạ, chưa là... dạ chưa ha? Dạ, chưa, dạ vâng. Dạ. À, vâng. À, như thế này, cô cho bác sĩ xin chia sẻ cái tình trạng của cô Huệ nha. Là cô đã bị cái thoái hóa này, người ta gọi là thoái hóa đa khớp. Vì cô vừa bị cái thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa cột khớp gối luôn. Thì đây là một cái tình trạng mà thường xảy ra ở những cái người lớn tuổi chúng ta, đặc biệt là như là cô bây giờ là đã 70 mấy tuổi rồi. À, do đó cái tình trạng thoái hóa này nó nằm chung và nó gặp là cái tình trạng của cô là thoái hóa trên 3 cái khớp mà chịu lực. Do đó nó có thể là nguyên nhân của nó là do chúng ta lão hóa là 1, do chúng ta là làm việc là 2 theo thời gian. Cái thứ 3 là cũng có thể ảnh hưởng là do chúng ta là cái tình trạng trọng lực của chúng ta. Thế thì cái phương pháp điều trị hiện nay là như bác sĩ đã chia sẻ từ đầu, tất cả những bệnh lý xương khớp thì chúng ta phải chú ý, đầu tiên là chú ý đến cái chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng của chúng ta để làm sao cho cái cân nặng của chúng ta ở cái mức lý tưởng, nhưng cái thực đơn của chúng ta nó vẫn đầy đủ các chất thì như vậy mới cung cấp cho chúng ta đủ các chế chất để mà có thể là gì phục hồi lại cái sụn khớp. Và đặc biệt là với người lớn tuổi của chúng ta nên cô Huệ nên chú ý cái điều này. Bên cạnh đó thì hiện nay để cho có thể an toàn và có cái hiệu quả thì hiện nay các cái giải pháp từ thảo dược các cô là đã được các cái nhà khoa học người ta chứng minh trên lâm sàng cho thấy là có tác dụng rất là tốt đối với cái những cái bệnh lý xương khớp. Đặc biệt là trên những cái bệnh lý mà thoái hóa khớp cột sống, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa cột sống cổ và đặc biệt là có cả khớp gối luôn. Thì sự kết hợp khi sử dụng dược thảo ở đây thì là kết hợp nhiều loại dược thảo lại với nhau. Và bên cạnh đó thì các nhà khoa học người ta còn kết hợp thêm những cái gì gọi là những cái thành tựu của y học hiện đại để giúp cho chúng ta là gì? Nâng cao cái hiệu quả trong các quá trình điều trị cái thoái hóa của các cái cột sống cũng giống như là thoái hóa khớp. Thì một trong những cái loại giải pháp mà chúng ta có từ thảo dược đó là hiện đây bác sĩ vừa chia sẻ đó là một cái cây mộc dược. Mà cái này nó là chiết xuất đó là mirra mà có một cái hoạt chất. Khi mà các nhà khoa học người ta thấy là chiết xuất ra, người ta thấy cái hàm lượng furanoidian rất là cao. Do đó nó có tác dụng là giảm đau kháng viêm rất là tốt. Khi sử dụng như vậy nó sẽ giúp cho cô giảm đi cái triệu chứng đau, đặc biệt là cái tê buốt nếu mà có chèn ép vào cái rễ thần kinh. Cái thứ hai nữa là các nhà khoa học còn kết hợp thêm một cái hoạt chất rất là đặc biệt đã được chiết xuất từ bằng cái khoa học y học hiện đại đó là MSM. NSM là được chứng minh là có tác dụng là bổ, nghĩa là hỗ trợ cho cái sụn khớp rất là tốt và phục hồi lại cái sụn khớp. Do đó, khi chúng ta sử dụng lâu dài thì nó sẽ làm cho cái sụn khớp của chúng ta được phục hồi và cử động sẽ tốt hơn. Do đó nó sẽ làm giảm đi cái gì? Cái tái phát của những cái cơn đau. Và đặc biệt là chúng ta khi chúng ta sử dụng như vậy, chúng ta phối hợp với cái phương pháp tập luyện và phương pháp mà dùng dinh dưỡng của chúng ta phù hợp á, thì lâu dần nó sẽ làm cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là cái sức khỏe của hệ xương khớp.
Có nhiều cái thắc mắc là thế thì cái bệnh này có chữa hết không? Thì bác sĩ cũng xin thưa luôn là cái bệnh thoái hóa khớp không chữa hết mà chỉ làm cho chúng ta chậm đi cái quá trình lão hóa mà thôi. Do đó nó đòi hỏi cái người mà bị thoái hóa khớp, đặc biệt là trên những người lớn tuổi, đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn. Và chúng ta không thể nào là chúng ta đi tìm một cái giải pháp nào mà chỉ uống trong vòng một vài ngày hoặc một vài tuần mà nó dứt hết toàn bộ cái tình trạng thoái hóa khớp. Vì bác sĩ chia sẻ thêm là thoái hóa khớp là gắn liền với cái tuổi của chúng ta. Do đó chúng ta phải phối hợp nhiều phương pháp như bác sĩ đã hướng dẫn. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái hệ xương khớp của chúng ta được duy trì lâu dài hơn với cái tuổi tác của chúng ta. Thì mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô Huệ có được một cái phương pháp để cho cái phương pháp, cho cái bệnh lý của mình. Tuy nhiên cái mà nhức đầu của cô đó thì bác sĩ giải thích thêm là cái thoái hóa cột sống cổ, thì trong cái cột sống cổ nó có có thể chèn ép vào cái mạch máu mà đưa máu lên não. Do đó đôi khi với cái tư thế không đúng hoặc là khi cô có những cái thời tiết thay đổi, nó sẽ làm chèn ép vào cái mạch máu, sẽ làm cô thiếu cái máu não nhẹ, do đó sẽ làm chúng ta hơi nhức đầu nè hoặc là chóng mặt. Nên cô sẽ cố gắng bằng phương pháp tập luyện, và phương pháp tập luyện như vậy nó sẽ giúp cho các cái cơ chung quanh cột sống của chúng ta chắc, và lâu dần nó sẽ nuôi dưỡng lại cái sụn khớp của chúng ta. Và như vậy nó sẽ giúp cho cái cột sống của chúng ta được duy trì vững vàng hơn, và như vậy nó sẽ không chèn ép vào cái mạch máu nữa. Thì mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho cô có được một cái cuộc sống nó vui vẻ và thoải mái cô nha. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và xin được cảm ơn khán giả đã liên lạc về với chương trình ạ. Và thưa quý vị, hiện giờ chúng tôi xin phép được tiếp tục kết nối với khán giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Alo. Dạ. Xin chào khán giả ạ. Dạ, xin vui lòng giới thiệu tên của mình và sau đó chúng ta đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Dạ. Thưa là tôi là tên chú Tịnh. Dạ. Mà 70 tuổi. Và bây giờ thì nó bị nó đau, giống như tôi thì hồi xưa là có đi khám thì người ta nói nó bị cũng là cái thần kinh tọa đó. Dạ. Nhưng mà lâu rồi tôi có đi kéo vật lý trị liệu thì nó đỡ, rồi lâu lắm rồi bây giờ tự nhiên mà khoảng tuần này nó cứ đau lâm râm. Tối ngủ á, mà nằm sáng mà thức dậy mà mình ngồi dậy đó, dạ, mà nó lệch là nó đau thốn đi phía bên tay phải á, ừ, phía sau lưng á, nó khó chịu lắm. Rồi nếu mình nằm ngửa xuống đó, mình nằm đúng cái thế rồi co chân duỗi chân đồ á, thì nó êm. Thì nó giống y như người giả đò vậy. Mà nó lệch đi sao đó, cái là nó đau. Đau yeah, khó chịu lắm. Di chuyển đứng rồi nó thốn, nó khó chịu. Đi không dám thẳng cái lưng. Đi không dám thẳng cái lưng, thẳng nó đau. Nhưng mà có khi thì nó không hoàn toàn, nó không đau gì hết. Đôi khi nó lệch thì mình làm, nó chặt cái gì, mình khồm gì đó là nó đau. Đấy. Thì tình cờ mới nghe đó thì xin bác sĩ chỉ cho cách như thế nào, chữa làm sao. Hết sức là cảm ơn. Tôi là thầy giáo về hưu. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chú Tịnh. Như thế này chú, cái thần kinh tọa đó là cái tổn thương này là do chèn ép vào cái rễ thần kinh tọa, nghĩa là thần kinh mà chi phối cho cái chân. Nên mà cái thần kinh đó nó thì đi ra từ cái cột sống của chúng ta, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Do đó nếu cái tổn thương ở cột sống thắt lưng thì sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái chèn ép vào rễ thần kinh tọa và sẽ gây đau chân như chú đã bị. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bị như vậy rồi, chú kéo cột sống, cái phương pháp kéo cột sống là một cái phương pháp mà nó làm cho giãn các cái cơ ra và cái dây chằng ra, do đó nó sẽ làm cho các cái đĩa đệm mà lỡ nó thoát ra khỏi cái vị trí của nó có cái nó điều kiện để nó quay trở lại cái vị trí ban đầu, do đó nó sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái cơn đau. Tuy nhiên với cái phương pháp kéo cột sống là một cái phương pháp giải quyết cho chúng ta triệu chứng đau tại chỗ và giúp cho chúng ta là gì, đưa cái đĩa đệm về vị trí bình thường. Nhưng sau đó thì chúng ta phải làm sao cho cái thoái hóa cột sống của chúng ta nó chậm lại, thì khi đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái kết quả lâu dài hơn. Thì với cái phương pháp mà hiện nay á, nếu mà chú có đau nhiều á, mà với cái tình trạng của chú thì bác sĩ nghĩ là chú nên tập các cái động tác. Cái động tác đầu tiên là những cái động tác mà ví dụ như là chú nằm ngửa và chú co hai cái chân vào trong cái bụng của mình và chú ôm như vậy, đến chú có thể là để khoảng 5 đến 10 phút, sau đó chú thả ra và chú cứ tập như vậy trong vòng 30 đến 40 phút trong một lần, và có thể tập nhiều lần trong ngày, thì như vậy cũng là một hình thức kéo cột sống.
Cái thứ hai nữa là chú có thể sử dụng thêm những giải pháp từ thảo dược để có thể là gì? Ngoài cái giảm đi cái triệu chứng khó chịu cho chú như đau nhức thì có thể còn phục hồi lại cái sụn khớp cho mình. Và như vậy nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó vững chắc hơn. Bên cạnh đó là chú phải có, sau khi chúng ta bớt đau rồi thì chú phải tập lại những cái động tác của cuộc sống. Là những cái động tác mà rất là đơn giản, bác sĩ chia sẻ đó là những cái bài tập thể dục buổi sáng. Những cái bài tập thể dục buổi sáng mà chúng ta tập một cách là đều đặn và liên tục thì nó sẽ giúp cho các cái cơ của cuộc sống của chúng ta nó chắc khỏe. Và như vậy nó góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta vững vàng hơn. Rồi ngoài ra thì chú chú ý là với cái tình trạng của mình thì đừng dùng những cái thức uống mà có kích thích nhiều, đặc biệt như là bia rượu, thuốc lá chú nha. Vì đây cũng là một trong những yếu tố mà làm cho cái cuộc sống của chúng ta bị lão hóa nhanh hơn. Bên cạnh đó thì chú xem lại cái thể tạng của mình một tí xíu. Vì cái thoái hóa ở cuộc sống thắt lưng cũng là một trong những yếu tố mà nó liên quan đến cái tình trạng thừa cân của mình. Nếu chú có thừa cân thì chúng ta nên có một chế độ để làm giảm cân từ từ đi. Và như vậy nó sẽ giúp cho chú sẽ lâu dần sẽ có được một cái khỏe mạnh đối với cái hệ thống xương khớp của mình. Bên cạnh đó thì cô chú cũng chú ý là chế độ dinh dưỡng cũng rất là quan trọng, và đặc biệt là đối với Việt Nam chúng ta hiện nay đang mùa nóng nhiều nên chú cũng uống đủ nước. Uống đủ nước như vậy nó sẽ giúp cho là gì, cung cấp nước, và nó sẽ không làm cho cái đĩa đệm của chúng ta bị mất nước. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta nhẹ nhàng hơn. Rồi thì với cái phương pháp là có thể là dùng bằng giải pháp từ thảo dược nè, kết hợp với tập luyện nè, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cho chú có được một cái giảm đau nè, cái hiệu quả giảm đau là một. Cái thứ hai là sẽ giúp cho chú có được là cái sự khỏe mạnh của cuộc sống của chú. Thì mong rằng những chia sẻ này thì sẽ giúp cho chú cố gắng là kiên nhẫn trong quá trình mà điều trị chú nha. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và xin chúc cho thầy Tịnh sẽ mau chóng là tìm được những cái giải pháp cho mình và thực hiện đúng theo tư vấn của bác sĩ, biết đâu những cái cơn đau mình sẽ giảm đi ạ. Thưa quý vị, và hiện nay thì có thể nói là xu hướng nhiều người lựa chọn khá nhiều đó là những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên quý vị ạ. Và đặc biệt là thảo dược được nghiên cứu và chiết xuất thành các hoạt chất an toàn lành tính. Trong đó thì viên xương khớp Vương Hoạt được biết đến là sản phẩm chuyên biệt cho người bị các bệnh về cột sống, với nhiều ưu điểm như là tiên phong chứa chiết xuất mirror từ cây một dược từ châu Âu, giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và an toàn với dạ dày. Ngoài ra thì Vương Hoạt kết hợp thêm nhiều thành phần hoạt chất bảo vệ và tái tạo sụn khớp, đó là MSM. Với các bệnh lý tái phát liên tục và không thể chữa khỏi hoàn toàn thì quý vị chúng ta nên kiên trì sử dụng Vương Hoạt đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Viên xương khớp Vương Hoạt được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Và quý vị nên hỏi đúng sản phẩm Vương Hoạt, hoặc là chúng ta có thể gọi về số điện thoại miễn cước 1800 6802 để có thể mua hàng chính hãng quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, trên thực tế thì có rất nhiều quý vị chúng ta có cái biểu hiện là bị đau nhức nhưng mà mình vẫn còn hơi chủ quan bác sĩ, hoặc cũng có thể là chúng ta chưa có cái điều kiện để mà đi thăm khám, thì xin bác sĩ có thể dành lời khuyên gì cho quý vị khán giả trong cái tình trạng này. Và ngoài ra thì xin bác sĩ cũng có thể tư vấn thêm những cái bài tập để có thể cải thiện được chức năng vận động của cuộc sống ạ. Xin mời. Đa phần thì khi chúng ta vận động á thì thường thường cái đau mà cột sống á, hoặc là đau thắt lưng thường có thể xảy ra những người trẻ cũng có, nhưng mà đa phần những người lớn tuổi của chúng ta là mắc phải cái đau nhức cột sống thắt lưng. Thì đau nhức cột sống thắt lưng như vậy nó liên quan rất là nhiều đến cái thoái hóa, còn riêng người trẻ thì thường nó liên quan đến cái hoạt động của chúng ta quá mức ở cái vùng cơ. Thế thì khi mà chúng ta bị đau nhức cột sống mà do thoái hóa thì cái đầu tiên á, cái phương pháp đầu tiên là nếu chúng ta mà có cái cơn đau mà nó xảy ra mà nó không có liên tục và nó đau không có nhiều thì đầu tiên là chúng ta nên có chế độ tập luyện cho đúng mức. Chế độ tập luyện rất là đơn giản là những tập thể dục buổi sáng, nhưng mà trong đó thì chú ý đến cái phương pháp là những cái động tác là tập cúi ngửa cái cột sống và nghiêng sang trái nghiêng sang phải, mà người ta gọi là động tác lườn đó. Đó, đây những động tác này chúng ta tập một cách nhẹ nhàng từ từ và chậm thì nó sẽ giúp cho cái cột sống của chúng ta lâu dần nó sẽ trở nên là dẻo dai hơn. Cái thứ nhất, thứ hai các cơ cạnh cột sống nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra khi mà chúng ta bắt đầu có những cái cơn đau mà cái cơn đau nhiều đó thì cái phương pháp tập đầu tiên là chúng ta nên tập bằng cách là tự kéo giãn, bằng cách chúng ta nằm ngửa và chúng ta co hai cái chân và chúng ta ôm hai cái chân sát vào trong bụng chúng ta. Như vậy nó sẽ làm cho cái cơn đau của chúng ta nó sẽ giảm đi. Rồi cái thứ hai nữa là sau khi chúng ta tập cái động tác đó xong trong vòng 15 phút thì chúng ta sẽ đưa chân lên và chúng ta đạp như đạp xe đạp ạ.
thì người ta gọi đó là đạp xe đạp trên không, sẽ giúp cho cái cơ của vùng đáy chậu cũng như cơ bắp của chúng ta sẽ tốt hơn. Rồi cái ngoài ra, cái kế tiếp ngoài cái phương pháp tập luyện như vậy ra thì với cái cột sống cổ thì chúng ta nên chú ý là cột sống cổ rất quan trọng. Bao giờ chúng ta cũng phải có một cái tư thế cột sống phải thẳng. Nếu chúng ta có thói quen là ngồi khòm lưng thì chúng ta phải tập lại cái tư thế, vì với cái tư thế không đúng sẽ làm cho cái thoái hóa cột sống nhiều hơn và vô tình như sẽ làm cho chúng ta dễ bị những cái biến chứng mà sau khi chúng ta bị thoái hóa. Còn đối với cột sống cổ thì những cái động tác rất là đơn giản, bác sĩ chỉ nói nhắc là chúng ta cúi xuống, ngửa ra, nghiêng trái, nghiêng phải, quay trái và quay phải. Chúng ta làm những cái động tác như vậy rất là chậm và từ từ. Mỗi cái động tác như vậy chúng ta sẽ đếm tới 10 lần. Ví dụ khi chúng ta cúi xuống như vậy chúng ta sẽ đếm hết mức, chúng ta sẽ đếm 10. 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 10. Rồi sau đó chúng ta thẳng lưng, thẳng dậy và chúng ta cứ tập như vậy khoảng 10, 20 cái tùy theo cái điều kiện của từng người và thời gian của từng người. Thì như vậy lâu dần sẽ giúp cho cái cột sống của chúng ta nó thẳng trở lại, nghĩa là nó không bị lệch. Thứ hai là các cơ cạnh cột sống nó sẽ vững chắc, do đó nó sẽ giúp cái cột sống của chúng ta khỏe hơn. Rồi, bên cạnh đó thì khi chúng ta mà đau tái đi tái lại nhiều lần và nó gây những cái biến chứng ví dụ chèn ép tê tay chân thì chúng ta phải lập tức đi khám để bác sĩ có một cái chẩn đoán chính xác xem cái tình trạng đau nhức của chúng ta, thoái hóa cột sống của chúng ta có những cái biến chứng gì hay không, có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hay không. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta có một cái giải pháp điều trị cho nó đúng mức và phù hợp. Và mong rằng những cái mà chúng ta phát hiện sớm sẽ giúp cho chúng ta tránh những cái biến chứng không có lợi. Ví dụ khi chúng ta bị thoái hóa cột sống cổ, nếu chúng ta để lâu, đợi đến khi mà đau không chịu được nữa thì có những người sẽ bị chèn ép vào rễ thần kinh cánh tay và gây tê, đôi khi gây yếu và liệt cái tay, teo cơ tay. Những người bị ở chân thì sẽ bị liệt cơ chân. Thì như vậy chúng ta không nên đợi đến khi nào mà chúng ta bị nặng rồi chúng ta mới đi khám bệnh. Rồi bên cạnh đó thì khi chúng ta bị đau nhức ở cột sống thì chúng ta chú ý những cái sinh hoạt của chúng ta. Thì chúng ta phải chú ý là không được tùy tiện. Ví dụ như chúng ta bê vác một cái vật mà chúng ta bê vác quá nhanh, hoặc là chúng ta bê với cái lưng của chúng ta, cái trọng lực của cái lưng, thì chúng ta sẽ dễ bị cái thoái vị địa đệm bên cạnh cái thoái hóa cột sống. Do đó khi các bạn làm những cái động tác này thì chúng ta nên chú ý là chúng ta dùng bằng cái chân. Nghĩa là chúng ta đứng lên ngồi xuống bằng cái chân, bằng cái đầu gối chứ không phải bằng cái lưng. Có nhiều người có thói quen là khom cái lưng xuống để khiêng một cái vật gì đó. Thì như vậy nó sẽ làm cho tổn thương cái cơ lưng của chúng ta. Nên chú ý lại. Cái thứ hai, những cái tư thế không đúng. Ví dụ chúng ta ngồi khom lưng quá nhiều thì các bạn nên chú ý lại cái tư thế của cột sống. Bên cạnh đó thì cái chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là thoái hóa cột sống đối với người lớn tuổi quan trọng lắm. Vì chúng ta hay chủ quan, chúng ta ăn một cách thoải mái lắm. Chúng ta không chú ý là chúng ta phải bổ sung các cái chất đạm từ rau, từ thịt, cá, trứng, sữa. Chúng ta nên bổ sung thêm. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta là tái tạo lại cái sụn khớp của cái người lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, phải có đủ rau củ quả. Vì có đủ rau củ quả thì có đủ các cái vitamin, các yếu tố vi lượng và các cái chất khoáng. Như vậy nó sẽ giúp hấp thu các cái chất đạm vào trong cơ thể và bổ sung thêm cái chất khoáng cho cơ thể chúng ta. Rồi, đó là cái chế độ mà chúng ta chú ý. Thì bên cạnh đó nó lại có một cái nữa là chúng ta phải chú ý là hai cái phương pháp này phải kết hợp hài hòa. Và cái thứ ba, khi chúng ta đi khám bệnh mà bác sĩ cho thuốc thì chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể mình xem là chúng ta sử dụng cái thuốc đó có vấn đề gì hay không, và giải quyết được vấn đề gì để chúng ta trao đổi với bác sĩ. Còn khi nó xảy ra những tác dụng phụ thì chúng ta cũng không nên là tự tùy tiện bỏ thuốc và đi sử dụng thuốc tự ý của mình, mà chúng ta nên báo với bác sĩ. Vì hiện nay có rất nhiều các cái sản phẩm từ loại thảo dược mà giúp cho chúng ta hỗ trợ cho cái bệnh lý của mình và nó giảm đi những cái tác dụng phụ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái giải pháp điều trị một cách là toàn diện cho cái bệnh lý xương khớp của mình. Tuy nhiên chú ý, bác sĩ nhắc nhở là các bạn không tự ý sử dụng thuốc một cách bừa bãi. Vì như vậy nó sẽ làm gì tổn thương cho cái cơ thể của mình, và cái thứ hai nó sẽ làm cho cái cột sống của chúng ta sẽ không phục hồi được. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này cũng góp lại một phần nào đó cho cái quá trình trị liệu của những cái bạn nào mà đang bị thoái hóa cột sống, hoặc là những khán giả nào mà đang bị bệnh lý của cái thoát vị địa đệm hoặc thoái hóa cột sống, sẽ có thêm những cái tư vấn. Như vậy nó sẽ giúp cho cái quá trình điều trị của mình một cách toàn hoàn hảo hơn. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu của quý vị khán giả tiếp theo đang kết nối với chương trình. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Alo.
Alo, nghe đây. Dạ, xin chào khán giả của chương trình. Dạ, xin vui lòng giới thiệu về tên và sau đó chúng ta đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Dạ, tôi Lê Văn Bình, năm nay 51 tuổi, ở thành phố Châu Đốc. Xin nhờ bác sĩ tư vấn giùm coi, nó đau mà trên cái lưng quần mình một chút xíu á, sau cái lưng á, mà nó xuống tới cái bàn tay đít, ngay chân trong cái khớp á, mình đi cho nó thốn, quá thốn rồi. Dạ. Đó, rồi hỏi bác sĩ coi đó là cũng như mình bệnh gì rồi uống cái thuốc hoặc thái dương này được không, nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, chú bị lâu chưa chú? Nó cỡ một tháng mấy nay là nó mới nào? Một tháng này. Tê từ trước đến giờ có bị không hay là mới một có. Tháng này thôi? Có rồi. Trước thì nó có mà nó ít lắm, mình dạ. Mua thuốc tây uống cho cái nó hết. Dạ vâng, rồi. Dạ, đấy là chú chưa đi khám. Chú dạ. Chưa đi khám gì hết phải không? Dạ. Dạ vâng. Dạ. À, cái thứ hai nữa là chú chú ý là hiện nay trong một tháng này chú có làm việc gì nhiều hơn không? Hoặc là làm có, nặng gì không? Có cắt cỏ bò. À dạ. Rồi vâng. Nó đau quá khòm, chú nó đau quá rồi không có làm được rồi bán bò nghỉ luôn. Dạ rồi, vâng, xin chia sẻ với chú như thế này, khổ quá. Dạ, như thế này nha, chú bị, bác sĩ nghĩ là có khả năng chú bị cái thoái hóa cột sống thắt lưng mà nó chèn ép vào cái rễ thần kinh tọa rồi. Do đó nó sẽ làm cho chú đau ở cái chân chú rất là nhiều. Thì cái đầu tiên trong giai đoạn chú chưa đi khám á, thì chú có thể sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược. Trong đó nó có cái cây mộc dược và cái MSM. Vì hai cái hoạt chất này khi phối hợp lại với nhau á, trong một cái sản phẩm đó là Vương Hoạt mà như là chú mới đề cập đó, thì chú có thể sử dụng được vì nó sẽ giúp cho chú là giảm đau và giảm tê bút chân. Sau đó thì nếu chú điều trị nữa, chú tiếp tục dùng á, thì sẽ làm cho chú là gì? Giảm đi cái cơn đau và nó kéo dài cái thời gian của chú ra. Có nghĩa là gì? Nó sẽ làm tránh cái tái phát những cái cơn đau cho chú. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên là khi mà bớt đau rồi thì chú cũng nên đi tái khám, nên khám bệnh và để cho bác sĩ chẩn đoán một cách xác định cho rõ là chú bị bệnh gì. Và như vậy nó sẽ giúp cho chú có được một cái chẩn ở cái điều trị tốt hơn. Nếu khi chú đã được chẩn đoán là một cái thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm rồi, thì chú có thể xin ý kiến của bác sĩ là chú có thể kết hợp thêm những giải pháp từ thảo dược như chú bác sĩ vừa chia sẻ với chú để kết hợp. Như vậy nó sẽ giúp cho chú là gì? Có được cái hiệu quả trong cái quá trình điều trị. Và bác sĩ cũng nhắc chú là như thế này, cái bệnh thoái hóa khớp là cái bệnh gắn liền với tuổi, do đó chú phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn sử dụng theo đúng cái liệu trình của nhà sản xuất là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên sử dụng lâu dài để cho ngoài cái giai đoạn mà qua cái giai đoạn mà giảm đau rồi đó thì nó sẽ tái tạo lại cái sụn khớp và như vậy nó sẽ tránh cái tái phát cơn đau cho chú. Rồi, bên cạnh đó thì chú cũng nên là gì? Khi mà chúng ta sử dụng kết hợp với thảo dược thì chú cũng nên có là gì? Xin ý kiến của bác sĩ và như vậy bác sĩ sẽ đồng hành để cùng là gì? Theo dõi với chú luôn. Cái thứ hai nữa là chú nên chú ý là cái chế độ tập luyện của mình. Giai đoạn mà đang đau như vậy thì bác sĩ mới chia sẻ rồi đó. Có những cái phương pháp tập tại giường, chú có thể tập những cái động tác tại giường. Như vậy nó sẽ giúp cho chú giảm đi cái triệu chứng của cơn đau. Và sau khi mà chú giảm hết hoàn toàn đau rồi thì chú có thể tập những cái động tác của cái cột sống như những cái động tác thể dục buổi sáng mà bác sĩ cũng chia sẻ rồi. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chú là gì? Có được một cái hệ thống xương khớp nó khỏe hơn và cái khối cơ của chúng ta khỏe, như vậy nó sẽ tránh cái tái phát những cơn đau. Và cái thứ ba là không biết là chú có dùng bia rượu thuốc lá gì không thì chú nên hạn chế lại những cái chất kích thích đó chú nha, vì như vậy nó sẽ làm cho chú dễ bị tái phát lại cơn đau. Và khi thời tiết thay đổi thì chú cũng nên chú ý là nên là tránh những cái thời tiết mà nó thay đổi quá đột ngột, ví dụ như khi lạnh quá hoặc là khi trời mưa thì chú cũng nên chú ý là chúng ta nên giữ cái cơ thể của chúng ta. Và như vậy cái kế tiếp nữa là chế độ dinh dưỡng, chú cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng một tí xíu. Ngoài cái kiêng bia rượu thuốc lá ra, chúng ta ăn uống cho đầy đủ và đặc biệt là tăng cái lượng rau củ trong đó ra. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chú có được một cái sức khỏe tốt hơn. Nếu chú có điều kiện thì bác sĩ khuyên là chú nên đi bơi. Ở miền quê của chú có thể là bơi sông cũng được. Chúng ta đi bơi thì đây là một trong những cái phương pháp mà nó giúp cho cái cột sống của chúng ta là được phục hồi tốt hơn. Và đây là những cái phương pháp mà tập không có trọng lực, nó sẽ tốt cho cái hệ thống xương khớp của mình. Mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có được một cái phương pháp điều trị hiệu quả chú nha. Dạ, xin được chúc sức khỏe chú ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta lại chia sẻ với nhau một chút về cái căn bệnh xương khớp quý vị nhé. Đây là bệnh mãn tính quý vị ạ.
và nó không thể được điều trị khỏi hoàn toàn, lại là một cái bệnh dễ tái phát nữa. Vì vậy, quý vị nên uống duy trì sản phẩm thảo dược như sản phẩm Vương Hoạt chứa chiết xuất mirror từ cây một dược từ 3 đến 6 tháng nhé, để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Không chỉ là sẽ giảm đau nhức, sinh hoạt dễ dàng hơn, mà còn sẽ giúp hạn chế các cái cơn đau tái phát khi thời tiết có cái sự thay đổi. Bởi vì ngoài chiết xuất mirror từ cây một dược, thì các nhà khoa học còn kết hợp thêm hợp chất bảo vệ và tái tạo sụn khớp hàng đầu là MSM và các thảo dược quý như là thiên niên kiện, nạc vỏ liễu và cao nhầu, không chỉ là tăng cường tác dụng giảm đau, đồng thời còn nuôi dưỡng và giúp cho cột sống của chúng ta chắc khỏe hơn nữa. Như vậy thì sẽ giúp giảm đau nhanh, làm chậm cái quá trình thoái hóa và cũng ngăn những cái cơn đau tái phát ạ. Và quý vị có thể gọi ngay đến số điện thoại miễn cước 1800 6802 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và tham gia chương trình khuyến mãi mua 2 hộp Vương Hoạt 80 viên được tặng ngay 2 hộp 20 viên. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 6802. Xin được nhắc lại 1800 6802. Thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi một câu chuyện thực tế của một quý vị khán giả đặc biệt từng bị căn bệnh thoái hóa cột sống trong suốt nhiều năm, và mặc dù thì đã tìm nhiều cách để chữa trị nhưng mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Hai chân và tay thì bị tê bì, cử động và sinh hoạt rất là khó khăn, đau nhức nhiều đêm, gây ra cả tình trạng mất ngủ nữa. Tuy nhiên, sau một quá trình kiên trì sử dụng thảo dược, bệnh tình của bệnh nhân đã được cải thiện, những cái triệu chứng như là đau nhức cơ thể nhờ đó cũng khỏe mạnh trở lại. Hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ và theo dõi hành trình cải thiện đầy kỳ diệu của vị khán giả này qua phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây nhé. Thì năm nay là cô 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà nó từ từ nó đau ít thì mình không đáng kể. Tôi cũng bảo là nó đau chắc ít thì chắc làm nhiều quá thì cũng không đáng kể, nhưng mà cứ nghỉ thì một vài ngày thì nó hết. Hết nhưng mà đau nhất là 3 năm về đây này, là đau nhiều nhất này. Không thể bước đi được, đau ở ngang thắt lưng. Đều ngầu ngang thắt lưng mới hai cái đầu gối này trước. Đau về lúc bắt đầu là sáng ngủ dậy là nó đau nhiều nhất, là không thể nào dậy được, hoặc là mới lại cái lúc mà là ngồi xuống đứng lên là không thể nào đứng được. Rồi rất sợ những cái cơn đau ấy. Có lúc mà làm nặng ấy, thì tự nhiên nó buốt, nó giật chân, nó giật cái lưng này, nó đau nhói lên. Và có lúc đêm về là nó âm ỉ hết cả lưng, cả hai vợ chồng cũng thế. Thời gian đây là bắt đầu nó đau lưng đây, rồi bắt đầu ra hai cái bắp đùi này nó tê 10 đầu ngón tay rồi chân tay nữa. Từ ngày bị đau khớp này thì đêm ngủ nghỉ rất là khổ sở, lăn đi lăn lại trằn trọc, mà chân tay nó cũng buồn rũn chân tay ấy. Đi lại cũng khó khăn lắm, nó không đi lại được. Mà cúi xuống, như từ tôi ở đây làm hái chanh cái chiếc này, cúi đứng lên cúi xuống, việc của nhà thì ráng cố gắng mà làm. Có lúc thì tôi cũng bị đau lắm, xong bắt đầu tôi đang làm mà tôi phải ngồi hẳn một tí xuống rồi tôi mới lại đi làm tiếp được, chứ không thể nào đứng lên được. Bắt đầu nếu mà đứng lên là phải có cái gì vịn thì mới đứng được lên. Lúc nào mà nó bị đau quá thì bắt buộc tôi cũng không thể nào làm được nổi, bởi vì quá sức tưởng tượng của tôi không ngờ là nó đến đau đến cỡ đó. Tôi năm lúc tôi đau quá tôi cũng không ngủ được, rồi đêm nằm suy nghĩ rồi chằn chọc, rồi bắt đầu nó lại mất ngủ, rồi bắt đầu nó lại bị rối loạn tiền đình nữa. Thế rồi bây giờ cứ ai đụng vào là cũng cáu gắt, chả biết làm thế nào bây giờ. Có bệnh thì phải tứ phương, đông tây y đều thử cả, nhưng mà kết quả cô Huế nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu ngao ngán. Bệnh vẫn hoàng bệnh, đau nhức vẫn hoàng đau nhức. Tôi đi khám ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình, xong là cuối cùng nhiều quá rồi bắt đầu đi về dưới Bến Lức, bệnh viện Bến Lức. Bác sĩ kết luận kêu là bị thoái hóa cột sống, rồi đau sống lưng bên phải, bên trái thì đau hết cả cột sống lưng, gai cột sống rồi đau thắt lưng. Khớp gối thì bác sĩ bảo là bị có vôi thoái hóa khớp gối. Trong thời gian đó thì tôi đau quá, tôi uống thuốc một thời gian thì nó cũng đỡ. Nhưng mà vì cái sức khỏe của tôi nó không chịu được cái thuốc tây, đau tử quá, tôi không chịu nổi. Bắt đầu mới lại nóng nhiệt mồm, nó tuột hết cả mồm và miệng ra. Thì tôi lại chuyển sang bên đông y ở dưới Bến Lức uống. Uống thì uống xiết thì nó cũng đỡ, nhưng mà cũng không ăn thua gì cả. Bắt đầu mới chuyển sang thuốc này thuốc kia tùm lum, chả biết ở đâu bây giờ nữa rồi. Lắm lúc tôi cũng đau quá, đâu tôi cũng biết thế làm thế nào bây giờ. Thì cũng cắn răng mà chịu đựng thôi, về tiền bạc thì khó khăn không có. Tôi chỉ mong muốn làm sao mà có cái biện pháp nào để chữa được hết cái đau lưng này, nó mừng lắm luôn ấy, không còn gì bằng ấy. Bà ấy kêu đau thì cũng chả biết làm thế nào cả, thì cũng bảo là thôi thì cố gắng, chứ bây giờ tôi đã đấm bóp cho thì cũng có phần nào nó giảm, nó bớt đi thôi. Tôi thì cũng đau, nhưng mà nói chung là cuộc sống là như vậy, để kiếm những cái giải pháp nào để cho bà ấy
chữa cho nó khỏi thôi, đỡ bớt đau đi. Chứ để đau quá thì quằn quại đêm cũng không ngủ được, tội nghiệp lắm. Những nỗ lực của vợ chồng cô Huế cuối cùng cũng đã được đền đáp. May mắn tìm được giải pháp thảo dược phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Cô Huế giờ đây đã có thể gạt qua những nỗi lo, nỗi ám ảnh về những cơn đau âm ỉ kéo dài để thoải mái làm những công việc quen thuộc bên gia đình nhỏ. Tôi đau nhức quá, tôi coi trên mạng ấy rồi được biết được trong giải pháp đấy thì có cái hoạt chất là MSM và chiết xuất MIR từ cây một dược. Tôi xài trong khoảng thời gian 3 tháng thì tôi thấy cơn đau nó đỡ đi hẳn, lúc nào thì cũng không biết. Thời gian đầu thì tôi uống 3 viên một buổi sáng, chiều 3 viên. Thế là uống hết hai nọ thì thấy nó hết đau nhức, nó cũng không có đau nhức như trước nữa. Tôi rất là mừng luôn. Thì bắt đầu sau này duy trì lại thì tôi uống sáng 2 viên, chiều 2 viên. Thì nó thấy nó đỡ đau nhức khoảng 80%. Đau lưng rồi khớp gối rồi tê bì chân tay thì tôi thấy nó cũng đỡ nhiều. Tôi đi lại tôi thấy nó cũng đỡ nhiều, mà cúi gập xuống nó cũng đỡ nhiều. Tôi sử dụng cái này tôi không có thấy tác dụng phụ gì cả. Cái tâm lý của tôi rất là mừng, mà cũng không lo sợ cho gánh nặng cho gia đình sau này nữa. May mắn tìm được giải pháp thảo dược phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình, cô Huế giờ đây đã có thể gạt qua những nỗi lo, nỗi ám ảnh về những cơn đau âm ỉ kéo dài để thoải mái làm những công việc quen thuộc bên gia đình nhỏ. Mong là nhiều quý vị khán giả khác cũng sẽ tìm được những giải pháp từ thảo dược giống như cô Huế ạ. Còn bây giờ thì tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 3192 của chúng tôi đã nhận được kết nối từ khán giả tiếp theo. Xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Alo, xin chào ạ. Dạ, chương trình đã nghe được tín hiệu từ chú rồi. Xin chú giới thiệu tên của mình và đặt câu hỏi ạ. Chú Trương Nhân Sa, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình có thể đặt câu hỏi với bác sĩ được rồi ạ. Bây giờ chú muốn hỏi bác sĩ đang trực tiếp trên TV nè chú, thì chú chào anh Si, chào bác sĩ nha. Dạ, chào chú. Chào chương trình. Chú thì dùng cái dương quạt này là hơn một năm, nói chung á chú dùng chỉ có mười mấy ngày là thấy cái thoái hóa cột sống cổ chú nó cải thiện. Rồi chú dùng tiếp là 3 tháng đến 6 tháng là nó rất cải thiện. Đó là chú cũng mừng cho cái thuốc này. Rồi với chú muốn nói là nó khỏi là không phải như bác sĩ Hồ Bá Do nói, nhưng mà nó 95%. Tại vì chú đi chụp X quang á là cũng một bác sĩ từ đầu. Bây giờ là chú xách cái phim đó đó. Yeah. Rồi tới cái phim bây giờ là bác sĩ xem là chị dùng thuốc nào thì chú mới nói là dương quạt. Nó nói vậy là tốt lắm, anh cứ dùng tiếp. Nhưng mà hỏi bác sĩ đang dịch tiếp hay dùng tiếp hay là ngưng. Chứ lại chú muốn nói là để cho mọi người biết dùng cái dương quạt này người ta yên tâm ta dùng thôi, tại vì chú cải thiện rất tốt. Dạ vâng, cảm ơn chú. Cảm ơn cái sự chia sẻ của chú đối với khán giả của chương trình. Đây cũng là một cái tin mừng đối với chú. Xin chúc mừng chú, nhưng mà cũng là một cái tin vui cho tất cả những khán giả của mình đang theo dõi chương trình. Thì như thế này chú, hiện nay đó thì cái tình trạng của chú đã giảm rồi, nhưng mà thông thường á, thì cái bệnh thoái hóa khớp là một cái bệnh nó theo mình, do đó theo thời gian từng năm nó sẽ lại bị thêm. Do đó nếu mà khi mà chú có thể là bây giờ chú thấy là cái sinh hoạt của chú bình thường rồi thì chú có thể ngưng thuốc được. Chú có thể ngưng thuốc được, bên cạnh đó chú phải có một cái chế độ tập luyện và dinh dưỡng cho nó phù hợp. Nhưng khi mà có một cái sự, ví dụ bắt đầu nó tái phát lại cái cơn đau nhẹ nhẹ, hoặc là khi thay đổi thời tiết mà chú hơi khó chịu, thì trong một năm chú có thể là dùng lại những cái mùa mà nó làm cho chú đau nhức nhiều. Ví dụ như khi thời tiết thay đổi á, thì chú có thể là uống thêm một đợt để cho là gì? Để cho củng cố thêm cái sức khỏe của cái hệ xương khớp chú nha. Vì thật sự ra trong cái Vương Hoạt đó thì ngoài cái những cái dược thảo có tác dụng giảm đau ra, thì cái dược thảo còn có tác dụng là gì? Bồi dưỡng sụn khớp, có nghĩa là phục hồi sụn khớp và nuôi dưỡng lại cái xương khớp của mình. Do đó lâu dần cũng giúp cho xương khớp của mình nó chậm cái lão hóa đi.
Nhưng mà đôi khi chúng ta uống thuốc hoài đó, nó sẽ làm cho một cái tâm lý không có được thoải mái lắm. Do đó nếu mà khi chú thấy thoải mái mà không có đau nhức thì chú có thể tập luyện và dinh dưỡng thôi. Rồi sau đó chú có thể ngưng một thời gian. Nhưng khi có sự cố hoặc là khi mà thời tiết thay đổi thì chú uống chậm lại để cho chú ngăn chặn những cái cơn đau tái phát. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chú có được một cái liệu trình tốt hơn. Cũng xin chúc mừng với chú là chú đã có được một cái hiệu quả tốt trong cái quá trình mà chú kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong cái điều trị bệnh lý xương khớp của chú. Dạ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ và cũng xin được chúc mừng chú ạ. Và những chia sẻ vừa rồi của vị khán giả này là nghĩ là cũng đã tiếp thêm động lực cho những quý vị khán giả khác nữa để chúng ta sẽ cố gắng kiên trì trong cái việc là chăm sóc sức khỏe, sử dụng những cái sản phẩm an toàn. Và thưa quý vị, với các bệnh lý về xương khớp á, thì quả thật hiện nay trên thị trường của chúng ta có rất nhiều những sản phẩm khác nhau quý vị ạ. Tuy nhiên, để có thể chọn đúng sản phẩm từ thảo dược an toàn và điều trị hiệu quả nhất thì xin quý vị chúng ta lưu ý giúp cho chương trình ba tiêu chí như thế này. Thứ nhất là cái sản phẩm đó phải có thảo dược nguồn gốc rõ ràng quý vị nha, bào chế bằng công nghệ hiện đại, các thành phần có nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả tốt trên người bệnh, và sản phẩm phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các bác sĩ đánh giá tốt. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là sản phẩm xương khớp Vương Hoạt với các thành phần chiết xuất là mirror từ cây mộc dược với hoạt chất MSM từ châu Âu đã được nghiên cứu giúp giảm đau nhức cột sống, phục hồi chức năng vận động, bảo vệ tái tạo sụn khớp lâu dài và không gây tác dụng phụ trên dạ dày, và đáp ứng rất tốt với người bị thoái hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là cái tình trạng mà đau vai gáy ạ. Và quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại miễn cước là 1800 6802 để được tư vấn kỹ hơn về Vương Hoạt và tham gia vào chương trình khuyến mãi lên đến là 370.000 đồng quý vị nhé. Và xin được nhắc lại tổng đài nhận khuyến mãi của chúng ta là 1800 6802 quý vị nhé. Dạ, và tiếp theo sau đây thì xin phép là chúng ta sẽ lại đón thêm một cuộc gọi nữa từ quý vị khán giả về tổng đài 1900 3192 ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật giúp cho chương trình kết nối ạ. Alo, xin chào. Alo. Khán giả ạ. Dạ. Dạ, xin cô có thể giới thiệu về tên của mình và mình đang gặp vấn đề về sức khỏe như thế nào ạ? Dạ, tôi tên là Lê Thị Bảo, 73 tuổi. Tôi bị bệnh theo chụp cộng hưởng ở Bệnh viện Nhân dân thì họ cho biết là bị rách bao sơ đĩa đệm, hỏng đường cong sinh lý gì đó ở cột sống. Yeah. Rồi kèn rễ thần kinh, nó làm cho tôi bây giờ thì hiện tượng của tôi là đau buốt chân, đi đứng khó, đi đứng lại không được. Cho nên là tôi đang chữa ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong khoa y học cổ truyền á. Yeah. Châm cứu rồi cấy chỉ rồi chích thủy châm, nhưng mà nó vẫn không có đau, nghĩa là chích vô thì nó bớt, xong rồi ngày hôm sau nó lại đau lại, thế thôi. Dạ vâng. Hiện nay cái bác sĩ xin chia sẻ cái vấn đề của cô thì cô bị một cái bệnh lý là có khả năng là thoát vị đĩa đệm và cái thoát vị ra ngoài ha, nó chèn ép vào rễ thần kinh, do đó nó sẽ làm cho cô đau tê. Cái thứ hai là đi cạnh với cái tuổi của cô thì bác sĩ nghĩ có kèm theo cái thoái hóa cột sống rồi. Thì những cái phương pháp châm cứu, thủy châm, cấy chỉ là những phương pháp mà để thay cho những cái thuốc giảm đau, có nghĩa là giảm đi cái tình trạng đau nhức của cô. Bên cạnh đó thì cái kế nữa là chúng ta phải có một cái phương pháp mà bác sĩ chưa nghĩ là cái nguyên tắc thứ hai là phải phục hồi lại cái xương khớp của mình. Và nó làm chậm cái quá trình lão hóa của mình thì như vậy nó mới giúp cho là chúng ta không tái phát lại cơn đau, hoặc là có tái phát thì cơn đau của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn. Thì cái đầu tiên bác sĩ chia sẻ là chắc là giai đoạn này thì cô nên đeo cái đai cột sống thắt lưng. Bác sĩ nghĩ cô có phải đeo trong vòng 6 tháng hoặc là hơn á, khi cô vận động, cô đi lại hoặc cô làm việc. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cô vẫn có thể là dùng bằng cái phương pháp cấy chỉ châm cứu cũng được, vì hiện nay cô đang điều trị ở bệnh viện. Cô có thể xin ý kiến của bác sĩ, cô sử dụng thêm các giải pháp từ thảo dược để hỗ trợ trong quá trình chúng ta đang điều trị. Thì một trong những cái thảo dược, cái giải pháp thảo dược hiện nay đó là cái Vương Hoạt. Nó kết hợp giữa cái mirror từ cây mộc dược và cái thứ hai nữa là MSM. Hai cái hoạt chất này á, đặc biệt là nó có cái tác dụng là giảm đau và kháng viêm. Do đó nó sẽ làm giảm đi cái đau tê của cô. Nhưng mà thời gian của cái sử dụng những cái dược thảo đó cô thì nó không phải là như giống như là chúng ta dùng thuốc Tây y là uống vào nó hết liền đâu, mà nó sẽ giảm trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Cái triệu chứng nó sẽ êm dịu dần đi và sau 1 đến 2 tuần thì cô sẽ thấy là gì? Cái triệu chứng đau của nó giảm rất là nhiều. Rồi sau đó thì cô nên tiếp tục dùng thêm
cái thời gian của mình là có thể dùng từ 3 đến 6 tháng và thậm chí có thể nhiều hơn, để có thể là ngoài cái triệu chứng đau đó ra nó còn phục hồi lại cái sụn khớp và duy trì lại cái sụn khớp cho cô. Cái tình trạng của cô là bị gọi là mất đi đường cong sinh lý, có nghĩa là cái cột sống của cô đã bị thoái hóa rồi đó. Vì khi thoái hóa nó sẽ làm cho cái đường cong của mình nó không còn giữ đúng cái vị trí của nó nữa. Cho nên cô yên tâm đừng lo là cái gì hết, mà chỉ là bị thoái hóa cột sống thôi. Và là vì khi đó thì kết hợp bên cạnh đó thì cô còn có một cái phương pháp nữa là phải tập luyện. Thì nếu cô đang đi ở vật lý trị liệu ở đó thì nó có hai phương cách. Đầu tiên là ban đêm cô sẽ tháo cái đai ra và cô nằm trên giường và cô tập như bác sĩ chỉ đó. Có nghĩa là cô ôm hai cái chân vào. Đây là một cái phương pháp kéo cột sống mà bản thân mình sẽ tập. Cô có thể tập từng chân. Nếu đau khi cô kéo hai chân mà đau nhiều thì cô tập từng chân một. Và cô kiên trì như vậy, tập nhiều lần trong ngày, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái cơ của cạnh cột sống của cô nó sẽ được chắc khỏe, và lâu dần nó sẽ giúp cho cái cột sống của cô nó vững vàng hơn và nó giảm đau. Cái thứ hai là sau khi cô đã bớt đau rồi đó, trong 1-2 tuần mà cô kết hợp với thảo dược mà giảm đau rồi, thì cô đeo đai và cô tập cái cột sống của mình. Trong thời gian đầu, trong 6 tháng đầu khi cô tập, cô phải đeo đai. Vì nếu không đeo đai nó sẽ làm tổn thương cái cột sống nhiều hơn cô nha. Và cô chỉ tập những động tác của cột sống với cái gì, với cái thích ứng với cái sức khỏe của mình thôi. Ví dụ khi cô cúi xuống nhẹ nhàng mà cô thấy nó đến đó là có, đến đó rồi thì cô không được gắn nữa. Vì gắn nữa nó sẽ làm tổn thương cái cột sống của mình. Rồi bên cạnh đó thì cô cố gắng là chế độ tập luyện nó phải duy trì một cách đều đặn. Còn nếu cô tập bằng phương pháp là cô đi bơi được thì bác sĩ nghĩ cô nên đi bơi, vì đây hiện nay cái phương pháp bơi là tốt nhất. Rồi bên cạnh đó thì cô nên chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng mình một tí. Nếu có hơi thừa cân một tí thì nên giảm cân, và nếu hơi thiếu cân thì chúng ta nên tăng chế độ dinh dưỡng lên. Nhưng trong chế độ dinh dưỡng phải có đủ các cái chất, và đặc biệt là tăng cường rau củ quả và cái nước uống của mình. Một ngày phải đủ nước, thì như vậy nó sẽ góp phần giúp cho cái hệ xương khớp của cô nó được phục hồi tốt hơn cô nha. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ vừa rồi, cũng như là câu hỏi của rất nhiều quý vị khán giả gửi về cho chương trình, thì quý vị sẽ thấy là mặt bằng chung với những cái người lớn tuổi á, thì hầu như chúng ta cũng sẽ có những cái cơn đau, không đau chỗ này thì chúng ta cũng đau chỗ khác, nhưng mà thường sẽ là những cái câu chuyện về thoái hóa thưa quý vị. Và khi mà thoái hóa như thế thì chúng ta sẽ cần kết hợp giữa cái việc là chế độ ăn uống nè, cái việc tập luyện từ phía bác sĩ chia sẻ nè, và cái quan trọng nhất chính là chúng ta kiên trì trong những cái giải pháp hỗ trợ. Ví dụ chúng ta có dùng những cái giải pháp từ thảo dược thì cũng phải kiên trì quý vị. Đầu tiên thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị đỡ đau thôi, nhưng mà từ từ nó mới tái tạo được, và nó cần thời gian để nó thấm sâu. Vì vậy xin kiên trì, đây là cái yếu tố tiên quyết cho mỗi một cái lần mà quý vị cảm thấy đau và chúng ta tìm đến với những giải pháp quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, là giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã thấy thì cái căn bệnh thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm gây rất nhiều những cái khó khăn cho người bệnh, và cái đau đớn này nó kéo dài dai dẳng, thậm chí là trong suốt mấy chục năm trời thưa quý vị. Vì thế để giảm đau nhanh ở cái tình trạng mà đau nhức cột sống mà phải an toàn và hiệu quả lâu dài, ngăn được cái cơn đau tái phát, thì quý vị có thể tham khảo sử dụng viên xương khớp Vương Hoạt với thành phần là giảm đau nhanh theo cơ chế thần kinh trung ương, đặc biệt như là chiết xuất mirror từ cây một dược từ châu Âu giúp giảm đau tới 70% chỉ sau 10 ngày sử dụng, kết hợp hoạt chất MSM giúp bảo vệ và tái tạo sụn khớp lâu dài, hiệu quả nó tương đương với glucosamine. Vương Hoạt được đánh giá là sản phẩm chuyên biệt cho người bị thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy. Và quý vị cũng đừng quên là quà tặng đặc biệt của chương trình ngày hôm nay nhé. 100 phần quà trị giá là 2 hộp viên xương khớp Vương Hoạt dành tặng cho 100 khán giả đầu tiên gọi về tổng đài 1800-6802 để đặt mua Vương Hoạt. Và theo đó thì 100 khách hàng này, khi mà chúng ta mua 2 lọ Vương Hoạt 80 viên, mỗi lọ có giá là 699.000 đồng, thì chúng ta sẽ được tặng ngay là 2 hộp Vương Hoạt 20 viên, tổng trị giá là 370.000 đồng ạ. Và thưa quý vị, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng vừa có thông báo ạ. Dạ, hiện nay thì đã có 90 khán giả may mắn đặt mua Vương Hoạt được hưởng ưu đãi là mua 2 tặng 2 rồi ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn lại là 10 khán giả may mắn được tham gia vào chương trình này. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài khuyến mãi 1800-6802 để nhận được ưu đãi quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì thông điệp mà chương trình muốn chia sẻ với quý vị đó là hiểu đúng bệnh thì mới chữa đúng cách.
Và chương trình hy vọng là sau 60 phút lên sóng tư vấn nhiệt tình và vô cùng chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, là giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị khán giả và đặc biệt là những người có bệnh, chúng ta đã hiểu hơn về cái căn bệnh đau nhức xương khớp mà mình đang mắc phải. Vì thời lượng chương trình có hạn thôi, mọi câu hỏi chưa được giải đáp, quý vị vui lòng gọi đến số điện thoại miễn cước 1-800-6802. Xin được nhắc lại 1-800-6802. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, là giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, cảm ơn MC Diễm Loan. Cảm ơn khán giả của chương trình. Và cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Vương Hoạt chứa chiết xuất Mirror từ cây một dược từ châu Âu của công ty dược phẩm Forbic đã đồng hành cùng với chương trình này. Chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời sẽ được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì chương trình tư vấn sức khỏe Bạn hỏi thầy thuốc trả lời cũng xin được phép khép lại. Xin kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và Diễm Loan sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.